Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồ Khánh VK. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách để chúng ta tách nền và ghép nền. Chẳng hạn như chúng ta tình cờ đi đâu đó mà chúng ta chụp một cái hình rất là đẹp, nhưng cái nền đằng sau của chúng ta rất là xấu. Ví dụ đây là hình của mình, nền đằng sau rất là xấu mà chúng ta muốn xóa đi cái nền đằng sau này để chúng ta có thể thêm cái nền đằng sau, có thể là bằng ngôi nhà hoặc một chiếc ô tô rất là đẹp đấy, ghép đằng sau của chúng ta thì nhìn cái bức hình của chúng ta nó sống động hơn. Sau đó chúng ta có thể tha hồ up lên Facebook, Instagram, vân vân. Đầu tiên chúng ta sẽ vào CH Play để chúng ta download về cái ứng dụng để chúng ta xóa phông nền mà mình đã chia sẻ. Đây chính là cái ứng dụng mà chúng ta xóa phông nền đằng sau. Thì mình sẽ lướt qua cho các bạn xem để giới thiệu cái ứng dụng này. Đây là cái hình nền trước đây, nó có phông nền đằng sau, và đây là sau khi chúng ta đã xóa xong, và chúng ta có thể tha hồ ghép cái phông nền đằng sau theo ý muốn của chúng ta. Thế đây mình đã tải rồi thì mình có thể mở lên. Và cách thứ hai là chúng ta vào trình duyệt bất kỳ để chúng ta nhập cái từ khóa y chang như cái app mà mình đã chia sẻ. Sau đó chúng ta sẽ tìm một cái hình ảnh để chúng ta xóa phông nền và thêm nền. Rồi ở đây mình cũng đã chuẩn bị nền xanh rồi, bây giờ mình sẽ làm luôn. Thì cách thứ nhất là cách để chúng ta đào cái app về. Đây mình đã đào sẵn rồi đây. Thì mình khuyên các bạn nên sử dụng trên các trình duyệt để chúng ta đỡ làm gì, đỡ tốn ra, nó mượt mà hơn. Nếu mà chúng ta đào quá nhiều ứng dụng về thì có thể làm máy chúng ta nó nặng hơn, máy sẽ không mượt hơn. Thì mình khuyên các bạn nên là sử dụng vào trình duyệt để chúng ta sử dụng cái ứng dụng này để chúng ta xóa nền. Rồi đầu tiên thì mình sẽ lần lượt chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ mở cái ứng dụng này lên. Đây, và các bạn gõ cái trang như thế này. Khi các bạn vào trình duyệt web thì chúng ta cũng có tương tự như thế này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ chọn phần upload image để chúng ta làm gì, để chúng ta tải một cái ảnh lên đây để chúng ta xóa nền. Đây mình sẽ chọn ảnh và tìm đến cái mục mà mình muốn xóa nền. Mình thử chọn cái hình này đi. Rồi sau đó mình sẽ, hiện tại thì nó đang bạch ra cho chúng ta, nó sẽ xóa cái phông nền đằng sau cho chúng ta. Đây các bạn nhìn thấy phông nền đằng sau nó đã xóa cho chúng ta. Thì để chúng ta ghép cái phần sau này, có thể chúng ta ghép vào một chiếc ô tô hay là một ngôi nhà nào đó thật là hoành tráng để chúng ta up lên Facebook. Thì chúng ta chọn phần edit này, ta kích vào đây. Rồi sau khi edit thì ở đây nó sẽ show các kiểu. Ví dụ ở đây là ta sẽ chọn đây. Mình sẽ chọn cái phông nền có sẵn này, thì nó sẽ ra một cái màu nước biển như thế này. Hoặc mình sẽ chọn cái phông nền này nữa thì nó cũng sẽ thay đổi cái phông nền đằng sau này. Đấy, như các bạn hình dung này, nó sẽ khác như lúc đầu. Rồi mình cũng có thể thêm một phông nền này nữa để xem nó có gì thay đổi. Đây thì bức hình chúng ta nhìn nó hoành tráng hơn. Hoặc chúng ta xóa lấm mờ phông nền đi. Đây như các bạn đã nhìn thấy. Nếu các bạn không muốn những cái phông nền sẵn có này thì các bạn có thể tải một cái bức hình mà chúng ta muốn ghép vào. Thì chúng ta sẽ chọn phần mũi tên này, ta kích vào đây để chúng ta thêm cái phông nền đằng sau. Thì trước khi để thêm phông nền đằng sau thì chúng ta chọn cái phần background này, phần đã xóa nền này. Đây ta mới thêm được phông nền đằng sau. Rồi tiếp theo chúng ta kích vào mũi tên, chọn một cái bức hình mà chúng ta muốn ghép vào. Bây giờ mình sẽ chọn một bức hình bất kỳ để mình ghép vào. Đây ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn cái phông nền này. Đây ở đây có những đồ dụng cụ để chúng ta trồng lan,
mình sẽ kích vào đây, mình sẽ chọn khung hình này, làm hình này làm sao đây, như bạn nhìn thấy này, đằng sau này sẽ có cái hình nền khác đúng không, chúng ta tha hồ ghép, có thể ghép ô tô, ghép bất kỳ thứ gì mà chúng ta muốn ghép đằng sau. Rồi thì cái này là nó rất là tiện cho những anh em mà làm YouTube thumbnail, hình bìa của YouTube thì rất là tuyệt vời, ta ghép vào. Rồi sau khi chúng ta đã làm thành công, chúng ta sẽ chọn phần mũi tên ở góc phải, ở góc phải trên màn hình, như bạn nhìn thấy có mũi tên, ta kích đây để chúng ta lưu. Rồi từ đây có hai cách, một là chúng ta chia sẻ trực tiếp lên mạng xã hội, và thứ hai chúng ta có thể lưu cái bức ảnh này, ta chọn vào download image để ta lưu về. Bây giờ mình sẽ mở lên luôn cho các bạn xem sau khi mình đã ghép nền đằng sau. Đây như các bạn nhìn thấy thì ta đã ghép nền đằng sau đây. Rồi ok, đó là cách chúng ta sử dụng qua app. Còn cách thứ hai là chúng ta vào trình duyệt, thì cái này mình khuyên các bạn nên dùng cái này. Vì sao? Vì cái này nó sẽ làm máy các bạn mượt mà hơn, thay vì nếu các bạn tải quá nhiều cái ứng dụng về máy thì máy nó sẽ nặng và chậm chạp, máy sẽ EX và rất chậm chạp. Thì chúng ta sẽ vào trình duyệt quét để chúng ta nhập từ khóa. Mình sẽ để cái link ở dưới mô tả để cho các bạn kích vào nha. Rồi chúng ta nhập từ khóa ra một vài đây, đây các bạn chính là cái đường link này, ta kích vào. Thì mình khuyên các bạn nên dùng cái này, tại vì sao? Tại vì nó đỡ tốn RAM, máy của các bạn sẽ làm máy các bạn mượt mà hơn. Rồi tiếp theo chúng ta vẫn chọn là upload image, chọn vào đây thì chúng ta cũng lên đây để làm gì, để chọn một cái bức hình bất kỳ để chúng ta ghép vào. Bây giờ mình sẽ chọn một cái bức hình của mình để mình xóa phông nền đằng sau để cho các bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ chọn một cái bức hình bất kỳ, chẳng hạn như ở đây mình sẽ chọn cái hình này đi. Đây sau khi ta kích vào, ta chọn xong ở trên này thì nó sẽ download lên và nó sẽ tự động xóa cái phông nền đằng sau cho chúng ta. Đây như các bạn nhìn thấy nó đã xóa. Thì để lưu cái hình ảnh này thì ta sẽ kích vào hình ảnh này và chọn tải xuống. Rồi đó là cách tải trực tiếp. Rồi nếu các bạn không muốn tải trực tiếp lên này thì các bạn chọn phần edit để chúng ta làm gì, để ghép một cái hình nền bất kỳ. Thì đây chúng ta có thể chọn một cái phông nền có sẵn ở trên này, ví dụ là mờ phông nền đằng sau. Đây nó xóa phông nền đằng sau, như bạn thấy nó là mờ mờ phần sau. Và mình sẽ kích cái dòng thứ hai này thì nó làm mờ hơn. Đây và thứ ba này, đây nó làm mờ hơn nữa. Và đây là một cái phông nền đằng sau mặc định là như vậy. Đây rồi bây giờ mình sẽ ghép vào một phông nền khác, mình sẽ chọn ở phần mũi tên ở bên này. Rồi ví dụ ở đây mình sẽ ghép vào một hình nền khác đằng sau mình, ví dụ ở đây mình sẽ ghép một chiếc bàn tải này để mình ghép đằng sau mình. Mình kích vào cái hình ảnh mà mình muốn ghép vào và chọn xong. Đây như các bạn nhìn thấy thì đằng sau mình là một chiếc ô tô đấy. Và sau khi chúng ta đã ghép xong thì chúng ta chọn lưu ở góc phải màn hình có mũi tên này và chọn phần download image và chúng ta ra về. Ở đây chúng ta có thể đặt tên, ở đây mình sẽ không đặt tên, mình để nguyên và chọn tải xuống thì nó đang tải xuống chúng ta. Đây như vậy là đã tải xong, mình sẽ mở lên cho các bạn xem luôn. Đây đây là một cái bức hình mà đã được ghép nền đấy, như các bạn đã nhìn thấy nó rất là phong phú để chúng ta có thể tha hồ upload lên Facebook, Instagram và vân vân để chúng
và chia sẻ lên mạng xã hội. Rồi thì cái video của mình cũng sẽ được khép lại tại đây. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay, nhớ đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để tạo động lực cho mình ra nhiều những cái video hay hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.